Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá tầm lũ quốc. Hôm nay tục lên là một clip gồm 19 cây cầu nha anh em. Thì 19 cây cầu này, 19 cây cầu chia nha anh em, cầu ngâm, cầu lăn xê, sông, hồ, suối. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì thanh toán rồi ổn, không đếm lên á thì chặn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên mọi người là một cây cần phíp đỏ nha anh em. Đó. Thì cây này của đây qua, một cây đây qua hàng nội địa. Phôi đây qua BG phíp đỏ, phen là phen Fuji xứ xứ trắng nha nè, phen Fuji xứ trắng thì keo chỉ còn ok, ngoại hình tương đối đẹp đó. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji hai đọt phíp đỏ. Thì cây này hai đọt thì dạng chi cho anh em câu trên bè nha anh em, câu trên bè, câu tôm, câu cá rảnh, câu cá mè dinh, cá cóc, hành cháp đều được. Thì hai đọt, một đọt cứng 5-15, một đọt cứng 25-40. Thì cây này dài 1m8, nặng là 185g, đọt 1.7, đọt cứng 10, đọt cứng 5-15, đọt lộn đọt 1.7, đọt cứng từ 25-40, đọt 1.2, đọt cứng từ 5-15. Đó, phép đỏ tương đối ngoại hình tương đối đẹp. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 350k cộng ship nha anh em. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên mọi người quẳng một cây cần phíp. Đó, cây này quẳng là một cây phíp đỏ nha anh em, cây phíp đỏ. Đây. Thì cây này một quẳng là một cây hàng đây qua, hàng BG, phôi phôi của Nhật nha anh em, hàng của Nhật nội địa. Thì cây này được dài là 2m4 nha anh em, dài 2m4, hàng phíp đỏ. Tem đầy đủ. Bát vẫn là bát Fuji, phen là phen Fuji, loại xứ trắng nha anh em. Đó, keo chỉ thì ok hết. Hai đọt, một đọt 15-25, một đọt 35-50. Đó, ngoại hình đẹp nha mọi người. Đó, ngoại hình cái này đẹp, bù ok, hàng nguyên zin nha anh em, hàng nguyên zin. Thì cái này nặng là 250g, đọt là 1.6, đọt cứng là 15-25, đọt 3.8, đọt cứng là 35-50. Giá công khai cây số 2, giá vẫn là 350k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên mọi người là một cây cắm gốc nha mọi người, một cây cắm gốc. Thì cây này một cây cần cắm gốc của China xuất nhật, mà có đầy đủ nha. Thì cái này cứng 50, dài 1m5, đó, cứng 50 dài 1m5, chỉnh cho anh em câu câu bè, câu ghe. Phen là phen Fuji nha mọi người, đó, ghe hàng xuất nhật nữa là phen, phen Fuji. Đây, đó. Phen chỉ ok hết trơn nha mọi người, về chịu khó vệ sinh giúp em, đóng bụi nè, đó. Đây cũng bị Fuji, bát là bát Fuji, đó, cắm gốc. Đọt là đọt sạch đặc, sạch thủy tinh nha, đọt đặc sạch thủy tinh, đọt này thì tập châu, đó, rất là cứng luôn, đó, đánh bao bạo lực. Thì cái này nặng là 290g, đọt là 2.3, đó, tổng thể đẹp, keo chỉ ok hết, bu là bu Fuji luôn. Đó. Rồi, giá cây số 3, giá là 350k cộng ship luôn nha. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 lên cho mọi người là một dòng cần của Daiwa Holilock. Thì cây một cây cần phôi từ cao, cần gút. Đó, bát tập bát tay qua. Mọi người phôi HS nha, phôi HS từ cao, một cây cần gút. Thì cây này cứng 80, dài 3m2. Hàng cổ rủi xuất nhật nha anh em. Ngoại hình cây này ra đâu đó tầm khoảng 90-92%, rất là đẹp luôn. Thì cây cần gút này thì chuyên cho anh em câu tra, câu chép, câu lăn xê. Rất là nhẹ, gọn và tiện. Chất liệu là chất liệu carbon, phen là phen Fuji, tất cả phen đều ok hết nha nè, không lỗi. Sẵn nha nè. Thì ngoại hình thì em đảm bảo với anh em mới tầm khoảng 99-92%. Đó. Thì nó không có vết xước gì nhiều hết. Thôi thì bao đẹp. Đó. Bao nãy nha, qua đây qua khỏi chê rồi. Đó. Đây, sẵn carbon nha. Phen Fuji hết, tất cả đều Fuji, không lỗi gì làm gì hết. Thì cái này nặng là 345g, đọt 2.3, thu gọn là 117cm, dài 3m2, cứng 80,
giá công khai cây số 4 giá 1.600.000 nha. Tiếp theo cây số 4 là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Thì cái này vẫn là một cây cần rút đó, Shimano dạng cũng là đời cao đó, Shimano cần rút. Thì cây Shimano cần rút này là một cây Shimano của Renkai của Shimano. Đây, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật, rồi xuất Nhật. Thì cái này cứng 50, dài 3m6, mã code đầy đủ. Bát vẫn là bát Fuji, bát Fuji Shimano, bát đời cao nha anh em. Tổng thể ngoại hình đẹp nhé, không có xước xát nhiều. Có bảo vệ luôn nè, bảo vệ phen. Phen cái này là phen Fuji Sheet nha anh em. Nào, phen Fuji Sheet. Hình như đây có một phen này nó bị đứt cái này đây, đứt cái vòng cái này cho tăng giảm nhiệt độ nước đây, nhưng mà không ảnh hưởng gì cho anh em, còn rất là chắc nha. Đó, bao chắc bao đánh với anh em luôn nhé, bao câu luôn. Phen xít hết rất là ngầu. Thì độ cứng cái này thì chỉnh cho anh em câu cha, câu chép, câu lăng xe nhé. 3m6 cứng 50. Hình như là có định vị đây. Đó. Đây, đây cũng có định vị nha anh em. Đây, đó. Định vị phen chạy. Tất cả ngoại hình còn ok hết nha mọi người. Đó. Nó chỉ có định vị đọt thôi. Đó, phần đọt thì nó có định vị. Độ mới cái này lâu đó ra tầm khoảng 90% nha anh em, còn rất là mới luôn. Đó, không có vết xước gì nhiều. Còn rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 5 giá 1.600.000 nha. Thì cái này nặng là 324g, đọt 2 ly. Thu gọn là 97cm. Cây số 5 giá 1.600.000 cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 đây cho mọi người là một cây hàng hệ, hàng của Daiwa, carbon Victor. Thì dòng carbon Victor này dòng carbon sang ít, sẵn 2 da. Đó. Anh em, Romix carbon Victor, sẵn ít, sẵn 2 da. Vẫn là một cây cần rút nha anh em. Cây này cứng 50, dài 3m9. Đó, cứng 50, dài 3m9. Thì cây này một số anh em có thể câu lục cũng được. Đó. Bát tà bát Daiwa. Rất là đẹp luôn. Thì đảm bảo anh em ngoại hình cái này đâu đó tầm khoảng 93% nhé. Phôi sang ít có định vị nhé. Phen là phen Fuji, bu là bu xít nha anh em, bu xít mà chạy định vị đầy đủ nha mọi người. Đây, định vị phen chạy. Hồi sáng ít nha. Sáng ít sáng quỷ cá. Rất là đẹp luôn. Đây, định vị đây. Đó. Trên đây nó. Rất là đẹp nha mọi người. Sáng ít sáng tới ngọn luôn. Đó. Thì cái này 3m9 cứng 50 thì chỉnh lăng xê câu chép rồi. Đó, anh em có thể câu lục đầu càng cũng được. Thì cái này nặng là 370g, đọt 2 ly 2, thu gọn là 110cm. Giá công khai cây số 6, giá là 1.900.000 nha anh em. 1.900.000 cây số 6. Thì cái này anh em có thể đi đánh bạc bãi cũng được nè. Đó. Rất là đẹp nha anh em, đẹp và chắc. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Korea anh em, một cây của Hàn Quốc xuất Nhật. Thì cái này chất liệu là carbon pha, cứng 200, dài 2m7. Được cái này nó số bộ phen là bộ phen cầu biển nha anh em. Đây, nguyên bộ phen cầu biển, phen Fuji nhé. Đó, phen bu trong sáng, bu biển luôn. Đó. Phen này thì thích hợp cho lên cho anh em mấy cái cần mà dạng săn hàng như thế này nè, độ cứng cao. Đó. Giá tải rất là cao luôn, rất là cứng. Thì ngoại hình cái này đây anh em, tổng thể đây. Tổng thể thì nó có xước xát nha mọi người. Tổng thể có xước xát. Nhưng phôi thì ok, bao chắc rồi. Đó. Anh em có thể câu cha, săn hàng, câu biển. Đó. Câu máy điện cũng được, lấy mấy cái này đánh. Phen thì nó bị ten một tí nè. Phen Fuji nha anh em.
Đây. Đóng chỗ Fuji trong đây đây. Em mọi người. Thì loại này thì đánh bao lực. Thì cái này nặng là 630 g, đọt là 5.3, cứng 200, dài 27. Giá công khai cái số 7, giá là 1.1 nha anh em, 1.1 cái cây số 7, hàng sân hàng. Đó. Tiếp theo cái số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đây, một cây Alpha Taco. Thì cây này được rồi sản xuất cho anh em, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Thì cây này độ cứng rất là chuẩn luôn, độ cứng là 120, dài 27. Đó, độ cứng này đánh câu cha là ok rồi, câu cha, câu lăng xê, sân hàng, đó, câu biển. Phen nó là nguyên bộ phen biển anh em, nguyên bộ phen biển, phen cầu. Đây, phen Fuji hết nha. Tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc, bát là bát Fuji, phen cầu. Anh em, xuất sắc nha. Đây cũng vậy, xuất sắc. Nhưng mà được cái là chất, cái chất của cái phôi rất là ok nhé, bu trong sáng, bu biển. Ở đây phen này rất là ok nhé. Thì cái cứng 120, dài 2m7, nặng là 345 g, đọt 3 ly. Giá công khai cây số 8, giá 1.2 nha anh em, 1.2 cộng ship cây số 8, rất là chất. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây Daiwa Kanyaki. Thì cây Daiwa Kanyaki là một cây Daiwa Kanyaki đời đầu. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon. Phen vẫn là phen cầu dạ quang. Đó. Bát là bát Fuji tem quang. Mấy cây phôi đời đầu này rất là chắc luôn. Đó. Phen là phen Fuji dạ quang anh em, phen biển nha. Bù bù trong sẵn. Thì loại này thì chiên cho anh em câu đáy trong kính ghe, trên bè, trên thuyền, đánh bạo lực sang hàng. Thì cái này nó có xuất sắc nha anh em, đó, cái này xuất sắc nè. Đó. Tổng thể ngoại hình cái này xuất sắc. Phen thì nó có ga ten một tí nè, về anh em chịu khó vệ sinh giúp em nha. Keo thì anh em bảo là chắc rồi, chắc khừ keo rồi, khỏi che đâu được. Thì cái này nặng là 500 g, đọt 4 ly, độ cứng là 120, dài 24. Giá công khai là 1.4 triệu nha anh em, cây số 9 1.4 triệu. Tiếp theo cái số 10. Thì cái số 10 vẫn là một cây Daiwa Kanyaki đời đầu. Đó. Nhưng mà được cái cây này mới. Cây này được độ cái đít to trọng nè. Đó. Phần gỗ này thì ok rồi, cán gỗ này thì đẹp. Thôi ok. Bát vẫn là bát Fuji đây qua tem vàng đẹp nhá, phen này mọi người, phen đẹp nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Sự oxy hóa của phen của cái này nó rất là ít luôn. Đó. Bù bù trống sẵn, bù đẹp long lanh, phôi cũng rất là chắc luôn. Dòng nội địa nhanh em, cứng 120, dài 2m4, hàng nội địa, cán gỗ. Cái mấy cái này là dạng săn hàng rồi. Đó. Đánh máy điện, câu cá thu. Thì cái này nặng là 540 g, đọt 4 ly. Cây số 10, giá là 1.6 triệu nha anh em. Cứng 120, dài 2m4. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người là một cây Daiwa. Thì cây Daiwa này là một cây Daiwa carbon cơ. Đó. Thì dòng carbon Vicker thì anh em biết nó là dòng nội địa. Đó. Carbon xăng X. Thì cái này độ cứng là độ cứng 80, dài 27. Nó cũng không quá cứng và cũng không quá mềm luôn, độ cứng rất là chỉnh cho anh em câu cảm giác đánh mà dạng nửa nửa bao lực á, xăng hàng. Phôi là phôi carbon xăng X nha anh em. Phen là phen cầu, phen biển. Thì góc ở đây mọi người nó có chốc một nút keo bóng một tí nha. Đó. Phần trên đây rất là đẹp luôn. Thôi trên đây là bao chuẩn rồi. Phen bát là bát Fuji tem quang. Phen là phen cầu, phen biển. Đó. Rất là đẹp. Trên đây không bị xước xát gì luôn. Đó.
tổng thể qua trên đây đẹp nha anh em, đẹp sắc sảo luôn, thôi sắn ít carbon hay da bu bu cho chống sắn bu xít nha anh em, bu chống sắn bu xít, phen là phen cầu phen biển. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nhé, hàng nội địa nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 380g, đọt là 3.5 ly, cứng 80, giá công khai cây số 1, giá là 1.6 triệu nha. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần cũng là dạng hàng hệ. Thì cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần Ryobi. Thì cây này dài 3m3, độ cứng là độ cứng H. Thì cái này là cây 3 khúc nha anh em, 3 khúc phen lá. À, nhìn nó rất là đẹp luôn. Thì dạng phen lá này nè, độ cứng cao như thế này á, rất là hiếm. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Phôi là phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Bát là bát Fuji, tem quàng, bát gòn. Phen lá là đa phần là phen xít thích nha anh em, phen lá xít thích nha, phen lá Fuji. Rất là đẹp luôn. Ngoại hình cây này đảm bảo ra tầm khoảng 90% nha anh em, 90-93%. Nó có chống nổ độc lỏng luôn nè. Thì cái này được của Koge xuất Nhật anh em, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Đẹp. Thì độ cứng H so với cần câu ngâm á, thì nó độ cứng ra tầm khoảng 80 nha anh em, độ cứng rất là chuẩn nha, ra tầm khoảng 80. Để đây cho anh em soi phen nè, rất là dày và dạng này đánh rất là cảm giác nha. Thì cái này nặng là 363g, đọt 2.7 ly. Rồi cây số 12 giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người, 1.6 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13, thì cây số 13 em lên cho mọi người là một cây cần, quẳng là một cây cần phen lá. Thì cái này một cây dòng nội địa nha anh em, dòng của Nissin. Đây, những phôi Nissin này rất là ok luôn. Đây, rất là dày nha mọi người. Phôi phôi carbon Nissin. Phen là phen lá, phen Fuji. Bát là bát Fuji, tem quàng. Đó. Thì anh em xem cái nào ưng báo em. Đó, em có để số điện thoại trên góc màn hình, cứ alo, kết bạn Zalo, em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nhé. Bù chống sẵn luôn nha anh em, có chống nổ đầu cần, cặp bên sẵn nè. Thì dòng Nissin này dòng nội địa nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 3m6, cứng là cứng 80, độ cứng rất là chỉnh cho anh em câu lăng xê, câu chép, câu cha. Thì cái này nặng là 376g, 78g, đọt 2.5 ly, độ cứng 80, dài 3m6, giá cây số 13, giá là 1.6 triệu nha mọi người. 1.6 triệu với cây số 13, hàng đẹp nhá, phen lá. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Toco, một cây cần hàng hai da đọt tháp. Đó. Thì tùy sở thích thì có một số anh em câu thì anh em thích đọt tháp hơn, vì đọt tháp nó bắt cá nó cảm giác hơn cái đọt carbon. Đó. Đây, đã sẵn hai da lên trên đây đọt tháp sẽ thủy tinh nha mọi người. Đó. Thì cây này thì số bục bu là bu dạ quang nha mọi người, bu là bu dạ quang, bu Fuji, phen là phen Fuji. Thì cây này em cũng đi keo lại rồi nha mọi người. Đó. Tất cả các phen này em đều đi keo lại, dàn phen bên đây, trên đây thì em chưa đi keo lại. Cái này bên cam này em đi keo lại nha mọi người. Đây, đi keo lại hết, phần dưới đây cũng vậy, em đi keo lại hết luôn nha mọi người. Đó. Cây nào em đi keo lại thì em báo. Thì đa phần những cây đi keo lại do cái phen nó bị rỉ chân á, bị xét, bị chóc lớp keo quá, thôi tháo ra đi keo lại cho anh em luôn. Thì tổng thể ngoại hình thì còn ok, không lỗi lầm gì hết, đảm bảo với anh em không lỗi lầm. Carbon sẵn đẹp. Phần này em đi keo lại nè. Đó. Đọc tháp hàng nguyên, đọc nguyên zin nha anh em. Đó, coi phong nguyên zin. Thì cái này nặng là 40g, dài 2m7,
đọt là 2 ly 4, thì hai đọt này hai đọt đều cứng là 80 anh em, đều cứng là tầm từ 50 đến 80 hết nha. Đó rồi, giá công khai cây số 14 giá 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cho một cây cần hai đọt phôi 2 da carbon rất là ok nhé. Giá công khai cây số 14. Tiếp theo cây số 15 thì cây số 15 vẫn một cây cần alpha taco đây mọi người. Đó thì cái này vẫn là một cây cần alpha taco hàng 2 da, thì một đọt cứng 50 30, một đọt cứng 50 80 và một đọt cứng 80 120 cái này phôi 2 da. Thì cái này em cũng đi keo lại rồi, đây tất cả các fan này em đi keo lại rồi nè. Đó đây mọi người, phôi 2 da nhé, đọt keo bị chóc đó, đi lại cho anh em luôn. Đó đây, dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 phôi 2 da, cái này rất là đẹp luôn. Thì có một đọt 50-30 thì nó bị gãy, nó mất đầu bu một tí nha nè, mắc cỡ khoảng nhiêu đây, nó cầm khoảng nhiêu đây. Thì tất cả còn lại thì đọt nguyên zin nhé, đọt nguyên zin, phong nguyên zin. Thì cần 3 đọt nè, thì tùy anh em có thể rất là tiện cho anh em đi câu. Thì mùa nào nước mà chảy xiết á thì anh em câu đọt cứng đó, nước mà chảy nhẹ nhẹ từ từ á thì anh em có thể câu đọt mềm đó. Giống như mùa nước đổ này thì anh em có thể đánh đọt cứng săn hàng, phôi cũng rất là đẹp nha mọi người, phôi 2 da carbon khỏi che đâu được. Quá chuyện ngọc fan Fuji, Batamat Fuji. Thì cái này sản xuất tại Korea nha anh em, cái này sản xuất tại Korea. Thì cái này nặng là 298g, đọt 1.8, độ cứng là 30-50, vì nó mắc một khúc đọt nha, mắc một đầu bu. Thì em đã lắp đầu bu mới vô cho anh em rồi. Đọt 2.2 độ cứng là 50-80, đọt 2.7 độ cứng là 80-120 nha. Giá công khai cây số 15, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cây số 15, 3 đọt. Tiếp theo cây số 16 và cây số 17. Thì cây số 16 và cây số 17 là một cặp nha anh em. Thì cặp này khách đặt nhưng mà khách không lấy, thì em đăng lên lại cho anh em. Thì cái này một dòng đai Shimano Hipower X. Đó. Thì dòng Shimano Hipower X này là một dòng Shimano carbon sáng X. Hai cây đều sáng X hết trơn nha mọi người. Bát Fuji tâm quan bát Japan, rồi rất là chắc luôn, đọt là đọt thấp nha anh em, đọt là đọt thấp, ngoại hình thì nó có xuất sắc nha, ngoại hình có xuất sắc. Thì độ cứng của anh Nhật ghi trên cần nó độ cứng từ 120 đến 150 nha. Đó, vì đọt là đọt thấp, đọt nó độ cứng, nó độ cứng dài vô trong. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc, đó, không phải là đẹp lắm. Nhưng mà được cái là cái chắc phôi của cái này nè, đánh rất là chắc luôn. Đó. Thì cây này nặng là 324g, đọt 2.3, độ cứng 120, giá là công khai cây số 16, giá là 1,4 triệu nha. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 vẫn vậy thôi, một cặp như nhau. Đó, carbon sáng X Hipower. Bát Fuji tem vàng Japan, độ cứng của độ cứng 120, đó sáng ít đọt thấp. Fan là fan Fuji loại xám, hàng tổng thể ok hết, không lỗi. Thì cái này quẳng nặng là 324g, đọt 2.3, đọt cứng 120, giá công khai cái số 7, giá quẳng là 1,4 triệu nha. Tiếp theo cây, hai cây cuối cùng, hai cây số, cây số 18 và cây số 19. Thì cây số 18 và cây số 19 là hai dòng nội địa, dòng Anos anh em. Thì dòng cần Anos này là một dòng cần nội địa nhiều anh em rất là sưu tầm ở Việt Nam, vì nó rất là hiếm luôn đó. Cái chắc phôi của nó rất là ok, cái cán của nó làm rất là đẹp nè mọi người,
đây nó có độ một lớp cao su. Đây cản này lớp cao su anh em, nguyên lớp cao su. Đó, anh em giọng cái cần xuống thì nó giảm cái chấn động lại, rất là đẹp luôn. Phôi phôi sắc ít, phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji Shimano. Phôi sắc ít thì mọi người, đây mắt in Japan. Thì cái này cứng 50 và 3m6, rất là chỉnh cho anh em câu lăng xe nha anh em, câu lăng xe, câu chép. Carbon sắc ít thì nó sẽ sắn tới ngọn nha anh em. Bu của nó là bu bu xít nha, bu xít. Đây, carbon sắn ít. Rất là đẹp luôn. Cái này là sắn ít là nguyên cây luôn nha mọi người. Đó. Khỏi chê đâu được. Ngoại hình thì xuất sắc li ti. Thì cái này nặng là 424g, đọt là 2 ly 2. Giá công khai cây số 18, giá 1.500.000, 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 cho cây số 18. Nó nặng vì do cái gốc này mọi người, cái gốc nó làm đo trọng miếng cao su ở đây. Đó. Tiếp theo cây số 19. Mọi người, đây cây số 19 đây. Để một cao su ở đây cũng vậy nè. Đó, phôi phôi vẫn là phôi sông ít nè. Đó. Thì cây số 19 vẫn là một cây Shimano Agros. Agros. Bass vẫn là bass Fuji. Phen cái này là một phen cây Fuji Sit nha anh em. Phen cái này thì khá là xịn sò. Đó, phen là phen Sit Fuji. Phôi của Agros thì phôi sáng ít đây. Đó. Để em xem cho anh em thấy phôi coi. Phôi sáng ít nha mọi người. Đó. Anh em có thấy đây, đó, sáng ít nha, sáng tới ngọn luôn. Phen là phen Sit. Phen này thì đánh bộ tư rồi, bộ bộ xích màu chày. Thì ngoại hình cây này có xuất sắc nha. Thì cái này cứng chỉ có 30 thôi, dài 3m3, chỉnh câu chép, cục chép cầu lăng xe. Đó. Được cái là độ nảy của mấy cây Anot này nè, rất là chắc luôn. Đây, xoắn ít nha anh em. Rồi thì cái này nặng là 305g, đọt 2 ly, giá công khai là 2.000.000 nha anh em. Cây số 19 cứng 30 và 3m6, 3m3 cứng 30 và 3m3. Rồi đó tổng cộng 19 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.